Kính thưa quý vị khán giả, tình hình lây nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng hiện nay đang có những diễn biến phức tạp. Đối với những người phải đi khám bệnh lại tại các bệnh viện, thì làm như thế nào để chúng ta hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng đối với bản thân người bệnh cũng như người nhà? Thì hôm nay trong số phát sóng này chúng ta sẽ được gặp gỡ bác sĩ của chương trình để được tư vấn kỹ hơn. Dạ thưa bác sĩ, là tại sao bệnh viện lại là nơi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao hơn những nơi đông người khác ạ? Bệnh viện là cái nơi mà có rất là nhiều điều trị mà nó dễ tạo ra những cái khí dung nó lơ lửng trong không khí, ví dụ như đặt nội khí quản hay là có cái bệnh tai mũi họng thì bệnh nhân cũng hay ho hắt hơi rồi xông mũi xông họng, hoặc là những cái điều trị nha khoa cũng tạo ra những cái khí dung lơ lửng trong không khí, tại virus nó vẫn tập trung ở trong cái khí dung đó. Ví dụ như bệnh nhân hay là nhân viên y tế mình đi ngang qua cái khu vực mà đã từng làm những cái điều trị mà tạo ra khí dung đó mà hít phải hoặc là chạm tay lên bề mặt ở gần đó cũng có thể có cái nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Dạ thưa bác sĩ, vậy đối với những người đi khám bệnh và người dân khi phải đến bệnh viện thì nên lưu ý những điều gì ạ? Quan trọng nhất là khẩu trang và thực hiện tốt cái thông điệp 5K, và tốt nhất là vẫn thủ theo cho mình một cái lọ nước rửa tay riêng. Tiếp xúc với bệnh nhân nào mà ho hoặc là hắt hơi hoặc là mình có cảm thấy không an toàn thì mình nên thay một cái khẩu trang khác và mình nhanh chóng mình rửa tay. Tất cả bệnh viện bây giờ đều có một cái khu khám sàng lọc thì mình nên chủ động tới để khai báo y tế, hạn chế tối đa cái việc tiếp xúc với những cái người lạ hoặc là ăn uống ở trong bệnh viện. Dạ xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, giống như bác sĩ vừa chia sẻ thì nếu các bạn phải đến bệnh viện trong thời gian này thì hãy nhớ tuân thủ nguyên tắc 5K. Hẹn gặp lại trong số phát sóng ngày mai trên kênh VTV9. Thank you.